Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị thân mến, Bắc Bộ tiếp diễn mưa rào và dông, Trung Bộ ngày nắng, mưa dông vài nơi, còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông về chiều. Ở Bắc Bộ tiếp diễn mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có nơi mưa to đến rất to. Riêng khu vực Việt Bắc thì đêm sẽ có mưa vừa mưa to, cục bộ sẽ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80mm và có nơi trên 120mm. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và các nơi khác của khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ là từ 31 cho tới 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ sẽ là từ 30 cho tới 33 độ. Sang ngày mai thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Lui xuống Trung Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào Thừa Thiên Huế là từ 31 cho tới 34 độ. Còn ở phía Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ở đây sẽ là từ 35 đến 37 độ. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối nay sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ sẽ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 15 cho tới 30mm và có nơi trên 60mm. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại Tây Nguyên sẽ là từ 28 đến 31 độ. Nam Bộ sẽ nóng hơn, từ 31 cho tới 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, khắp các vùng biển trên cả nước đều có mưa rào và dông. Quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, từ cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Và như thường lệ, cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!